Làn da cần gì để luôn khỏe mạnh? Nốt lại top 5 loại vitamin thần thánh sau đây nhé. Vitamin C nuôi dưỡng trắng da và mờ thâm. Đứng đầu top đầu các loại vitamin dưỡng da hiện nay thì bạn không thể không nhắc đến vitamin C hoạt chất dưỡng trắng da, mờ thâm mụn và phục hồi làn da. Vitamin C đóng vai trò như hàng rào phòng tủ giúp làn da chặn đứng được sự xuất hiện của các gốc tự do gây lão hóa da. Nhờ đó, làn da trở nên tươi trẻ, dạng dỡ và căng tràn sức sống hơn vitamin e ngăn ngừa nếp nhăn nếu như vitamin c sẽ mang đến khả năng làm sáng da mở thâm thì vitamin e lại hỗ trợ dưỡng ẩm làn da và ngăn ngừa nếp nhăn chính vì thế mà vitamin c và e thường được rất nhiều thương hiệu skincare kết hợp để tạo nên một cặp bài trùng đẩy lùi dấu hiệu lão hóa da mang đến làn da sáng khỏe căng mịn đàn hồi và dạng rỡ. vitamin a retinol làm đẹp da vitamin a là một trong những hoạt chất vàng chống lão hóa da tốt nhất hiện nay được rất nhiều các tín đồ skincare săn đón một dẫn xuất nổi bật của vitamin A chính là retinol. Hoạt chất này sẽ giúp tái tạo lại tổn thương da nhờ vào kích thích hàm lượng collagen phát triển. Từ đó, làn da được phục hồi sau tổn thương như sẹo, thâm mụn, nám da, nếp nhăn. Vitamin K làm đẹp da ngăn ngừa lão hóa Vitamin K là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể. Nhờ vào vitamin K mà cơ thể có thể ngăn ngừa được các bệnh loãng xương, đông máu, duy trì chức năng não, ung thư. Đối với làn da, Vitamin K có các công dụng nổi bật là điều trị vết bầm tím, xương tấy và tăng cường độ sáng của da. Vitamin B làm đẹp da giúp da căng mịn. Vitamin B là một trong những hoạt chất vàng được rất nhiều các chị em săn đón hiện nay, đặc biệt là vitamin B5 panthenol. Loại vitamin này sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại làn da khô thiếu ẩm một cách nhanh chóng và từ đó làn da được phục hồi và trở nên láng mịn và mềm mại hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nhé. Thank you.